Trung Quốc cảnh sát thành phố Thượng Hải sẽ ưu tiên giải quyết tai nạn và chạm giao thông qua mạng trực tuyến để tránh lây lan COVID-19. Quyết định trên được Phòng Cảnh sát Giao thông Thượng Hải công bố vào ngày 21 tháng 2 trong bối cảnh người dân bắt đầu đi làm trở lại, lưu lượng giao thông tăng cao. Theo đó, khi giải quyết va chạm giao thông, cảnh sát sẽ không giữ phương tiện liên quan để tránh gây ảnh hưởng việc đi lại của đương sự, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Trường hợp va chạm mà xe vẫn hoạt động, người không bị thương, cảnh sát sẽ hướng dẫn đương sự xử lý qua ứng dụng trò chuyện WeChat. Người dân Trung Quốc trước đó đã có thể báo tin cho cảnh sát qua WeChat. Ảnh, TGTN. Cụ thể, cảnh sẽ lập nhóm trò chuyện chung trên WeChat với đương sự, và thông qua đây để triển khai việc thu thập chứng cứ công khai, thông báo quyền lợi nghĩa vụ, và trung gian hòa giải việc bồi thường. Việc làm này nhằm mục đích tránh tụ tập đông người trong thời gian bệnh dịch. Các văn bản liên quan sẽ được cảnh sát tống đạt qua ảnh chụp. Khi cần, cảnh sát sẽ dùng tính năng cuộc gọi video, video call của WeChat để thực hiện việc xét hỏi đương sự hoặc người làm chứng. Nếu đương sự không thể dùng WeChat, cảnh sát sẽ hỏi qua cuộc gọi được ghi âm. Toàn bộ quá trình giải quyết và bồi thường sau tai nạn giao thông, đương sự được phép thực hiện qua ứng dụng điện thoại, kể cả việc khiếu nại quyết định giải quyết sự việc. Cuối cùng, khi đương sự phải tập trung cách ly hoặc phải cách ly tại nhà, nếu thực sự cần trực tiếp xét hỏi hoặc tống đạt văn bản, cảnh sát cần chủ động gặp mặt đương sự. Quốc Đạt theo Ji Fang Daily, Silas Blog, S.Y.